Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em cách tháo và lắp xuyên qua một bên để tránh những trường hợp mà tháo ra bị mất chân hoặc là dính luôn xuyên qua tảng. Thì mình sẽ làm hướng dẫn 3 bước, bước 1 bước lắp, bước 2 là bước tháo và bước thứ 3 là bước cách khắc phục khi mà keo dính quá chắc vào xuyên qua. Ở trên bên móc nó sẽ có cái tam giác, nó sẽ khớp với cái tam giác màu vàng ở trên ru. Chúng ta chỉ cần lắp đúng chiều cái tam giác đó là được. Đầu tiên chúng ta sẽ gạt cái lẫy này lên. Đấy, đây là cái lẫy này, giữ ru. Đặt ru vào theo đúng hình tam giác, vị trí tam giác trên bên bot và tam giác ở trên ru. Khi xuống rồi, chúng ta khẽ lấy tay ấn và lắc nhẹ cho chắc chắn rằng là ru đã tiếp xúc xuống hết cỡ. Và một tay ấn xuống, một tay gạt vào. Và khi tháo ra thì chúng ta ngả dĩ nhiên ra, ngả đây ra, giật lên. Và nhớ nhá, phải cạch một cái thì mới được. Đây, cạch thì mới nhấc CPU được. Nếu như các bạn không ngả hết cỡ ra, ví dụ tôi làm lại, các bạn không ngả hết cỡ ra, các bạn chỉ như thế này thì cơn CPU vẫn rất chặt, rất khó tháo. Các bạn phải gạt thật mạnh sang bên ngược lại, cạch một cái, thế là nhấc ra được. Ok, đấy là vấn đề trong quá trình tháo lắp. Còn trường hợp khi mà đã có tản nhiệt gắn lên rồi, việc tháo ra sẽ phức tạp hơn một chút. Và đây là một mẹo nhỏ trong quá trình tháo lắp AMD. Đầu tiên chúng ta lắp vào, lắp tản. Thì AMD thì anh em chú ý là để tránh phải lắp lại thì cái chữ AMD bao giờ cũng sẽ quay lên trên. Kem tản nhiệt đã có sẵn. Chúng ta cài gông sang hai bên. Ok, và chúng ta gạt cái lẫy này nén chặt lại. Đây là quy trình lắp đã xong. Và khi tháo, việc đầu tiên chúng ta phải gạt cái lẫy. Gạt lưỡi, tháo ngàm hai bên ra, tháo ngàm hai bên. Uầy, chắc vãi. Ok, sau khi tháo ngàm xong, nếu như các bạn sử dụng máy một thời gian rồi, cái lớp keo này nó sẽ khô. Nó sẽ khô và khi các bạn cầm rút lên, lập tức con CPU sẽ bị rút lên và dính cùng với cái tản nhiệt. Lúc đó sẽ cực kỳ khó khăn trong việc tách CPU khỏi tản nhiệt. Có một mẹo nhỏ cho anh em tháo CPU lúc này, tháo tản nhiệt lúc này. Đó là anh em giữ lên bên, tay cầm vào tản nhiệt và khẽ xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ đều được, khẽ xoay nhẹ. Việc ta xoay thế này giúp cho cái liên kết giữa đế tản nhiệt và mặt CPU bị phá vỡ và lớp keo. Vì lớp keo dính rất chắc, sau khi hoạt động một thời gian lớp keo khô lại dính cực kỳ chắc. Chúng ta xoay, khẽ xoay, ngược và xuôi theo chiều kim đồng hồ. Và khi nhấc lên, chúng ta không nhấc thẳng mà chúng ta khẽ tì vào một góc và nâng lên, giúp cho CPU không bị nhổ ra ngoài. Đây, tôi làm nhé. Đầu tiên, lắc hai bên. Sau đó tì một góc xuống, tôi ví dụ tì góc này xuống và nhấc góc này lên. Thế là CPU vẫn còn nguyên ở dưới. Đấy. Và chúng ta sẽ tháo CPU ra. À, và nhớ nhá, phải có tiếng tạch một cái thì lúc đấy cái lẫy nó mới mở. Ok, và tháo CPU ra. Và chúng ta phải chú ý là keo tản nhiệt, anh em cố gắng vệ sinh đừng để keo nó rơi vào chân. Vì một số loại keo không tốt trên thị trường nó có nước, và nước dính vào chân socket nó sẽ đến chập. Vâng, và sau clip mình có chia sẻ với các bạn về cách lắp CPU đúng cách và cách tháo CPU cho đúng, thì hy vọng có thể giúp các bạn có thể tự lắp đặt và tự tháo CPU AMD Ryzen một cách dễ dàng hơn, và các dòng switch hyper cũng tương tự. Xin cảm ơn các bạn nhiều.